mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về mình và người bạn thân nhất của mình. Đó chính là mẹ. Mình và mẹ rất thích phiêu lưu. Trong một lần khám phá cánh đồng núi Tri Lai, mẹ đã tìm ra những người bạn mới vô cùng đặc biệt. Tiên Tiên, mình là Bibi, sẽ cùng bạn học tập chăm chỉ. Còn mình là Lady, sẽ cùng bạn thả thích khám phá. Xin chào, mình là Moni, sẽ cùng bạn khôn lớn mỗi ngày. Cùng những người bạn mới, mẹ con mình đã có những kỷ niệm với nhau. Thật đáng nhớ. Như lần mẹ con mình và Moni cùng nhau nấu ăn nè. Mẹ nói mình cần bổ sung dưỡng chất thật đầy đủ để phát triển khỏe mạnh. Nhìn mình khôn lớn mỗi ngày chính là niềm vui và tự hào của mẹ đó. Mình nhớ mãi những lần vui chơi cùng mẹ. Có đời kháng khỏe và sự đồng hành của bạn Lady, mẹ yên tâm để mình thỏa thích khám phá muôn nơi. Không chỉ vui chơi đâu nha, con mình còn rất chăm chỉ đó. Đôi lúc mẹ gái thật khó, nhưng có Bibi và mẹ ở bên cổ vũ, mình quyết tâm giải bài khó thật mau. Có mẹ và các bạn ở bên là hạnh phúc lớn nhất của mình. Mỗi ngày cũng là hạnh phúc lớn nhất của mẹ. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Kids Daily hỗ trợ tăng cường cho sức khỏe, tốt cho xương và mắt ở trẻ em. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Kids Complete Immunity hỗ trợ tăng cường sức đề kháng cho trẻ. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Kids Omega 3 Jelly hỗ trợ bổ sung omega 3, DHA, EPA, vitamin C, vitamin E cho trẻ em. Các thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.